Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo xin được kính chào tất cả các bác ạ. Ngày hôm nay thì em gái lên để chia sẻ cái video này. Thì cũng vẫn như thường lệ, một là video bán hàng, hai là video để chia sẻ về những cái kinh nghiệm chăm sóc cây. Thì em nhận thấy một vấn đề, đó là tất cả những cái video cũ mà em chia sẻ lên ấy thì gần như là không phải là bác nào cũng xem được. Vậy nên là cứ định kỳ em sẽ chia sẻ cho mọi người một lần. Có thể là nói lại nó sẽ hơi mất công một chút, nhưng mà đâu đó là các bác rất là lười kéo lại, đúng không ạ? Bởi vì kéo lại cũng không biết là trong cái kênh của em nó có cái gì để các bác kéo lại để xem. Vậy thì ngày hôm nay thì em xin phép là làm lại cái video này. Mặc dù cái chủ đề này em đã làm cách đây không lâu, và em đã làm không dưới 2 lần. Thì ngày hôm nay đó là cái chủ đề là dưỡng nụ và dưỡng cho cây. Thì trước mặt các bác đây đang là một cây thâm hồng bát diện. Và cây này nhá, cây này thì là một cái cây mà em đã bị bom về. Sau 7 ngày nó bị cuốn, bị ủ ở trong giấy báo. Nhưng mà khi về đến nhà em thì đây, cây đây, thực tế cây. Và cây này thì em cũng xin phép là nói tên luôn, bởi vì là không phải là khách hàng bom em, mà lỗi này là do em là gửi cây cho khách nhưng không gửi thuốc cho khách, thế nên là khách cũng không nhận luôn. Thì đây là khách này, là em gửi cho anh Quân Trần ở Nghệ An. Và cái cây này ấy, lỗi là do nhà vườn, là khách hàng đặt cây và đặt chung thuốc, nhưng em lại gửi, chỉ gửi thuốc tặng mà không gửi thuốc anh ấy mua, nên là anh ấy không nhận cây. Nhưng không sao cả, không nhận cây về không có nghĩa là cây của em nó sẽ chết. Vì một cái cây nó lực nó khỏe như thế này thì không ngại một vấn đề gì các bác nhé. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa ấy, là ở đây em muốn nói rằng là cái chế độ chăm sóc nó quyết định đến cái sự phát triển của cây. Bởi vì là một cái cây từ đây vào trong Nghệ An là mất 3 ngày. Sau đó om chờ thời gian anh ấy nhận là tổng là mất 8 ngày, là cả đi cả về nha các bác nhé. Mà đến thời điểm hiện tại thì cái cây nó vẫn phát triển rất là tốt như thế này. Thì tất cả nó đều có lý do cả nha mọi người. Cái điều đầu tiên mà mọi người thấy rằng là cái cây khi mà đi về nhá, nụ nó vẫn không bị thui chột bất kỳ một cái nào, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, là cây nó vẫn phát triển rất là mạnh như thế này. Thực ra là nếu như để mà nói rằng là một cái cây ở vườn nó sẽ không phát triển mạnh được bằng cái cây này. Bởi vì là sau cái quá trình mà vận chuyển thì em lại dành cho nó một cái chế độ chăm sóc rất là đặc biệt. Bởi vì cái cây là cái của, nên là em không bao giờ em bỏ lơ nó cả. Vấn đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ tới cả nhà mình trên chính cái cây mà nó bị hoàn đi hoàn về 7-8 ngày mà tại sao nó vẫn phát triển tốt như thế này. Thì mọi người mới thấy rằng là cái chế độ chăm nó quyết định đến cái sự phát triển của cây như thế nào. Cái điều đầu tiên hôm nay em chia sẻ sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm sao để dưỡng nụ cho cây. Vấn đề thứ hai là làm sao để một cái cây luôn luôn trong tình trạng có sức sống mà không bị héo, không bị bỏ cành, không bị chết. Đó, thì trước tiên em đi vào cái vấn đề đầu tiên, có lẽ là vấn đề mà rất là nhiều bác quan tâm. Đó là vấn đề dưỡng nụ cho cây. Vấn đề đầu tiên khi mà dưỡng nụ cho cây ấy, đó là cái chế độ nước. Ở đây ấy, các bác thừa hiểu, kể cả là đối với cơ thể con người hay bất kỳ một cái cây, thì nước nó cũng chiếm phần lớn cấu trúc cơ thể mình, đúng không ạ? Khi mà các bác chăm một cái cây, mà nó có đầy đủ nước là một, đầy đủ ánh sáng là hai, đầy đủ các yếu tố để phát triển là ba, thì cái cây đấy mặc định là khỏe mạnh, đúng không ạ? Tại sao lại có những đứa trẻ vàng da? Tại sao lại có những cái đứa trẻ mà bị suy dinh dưỡng, đúng không ạ? Vàng da là do là thiếu ánh nắng lâu ngày, thiếu chất cũng dẫn đến là vàng da bệnh lý. Vàng da sinh lý là do là thiếu ánh nắng, còn vàng da bệnh lý là do là thiếu chất, đúng không ạ? Thì cái cây này cũng thế. Tại sao lại có những cái cây mà nụ nó luôn luôn xanh như thế này, không bị rụng, và lọc nó vẫn lên như thế này? Đó là do là cây luôn luôn đủ chất, luôn luôn là đủ ánh sáng. Có nhiều bác sẽ xem nhẹ cái việc, mà chăm cây chỉ đơn giản là tưới nước. Nhưng mà nước là quyết định phần chính rồi, đúng không ạ? Là cái điều quan trọng nhất rồi. Thì mùa này thì các bác tưới nước như thế nào? Mùa này thì tại miền Bắc nói chung, nói riêng và cả Việt Nam nói miền Bắc nói riêng và cả Việt Nam nói chung ấy, thì đang là vào mùa mưa. Thế nên là các bác sẽ chăm cây như thế nào? Không phải là mưa xong rồi các bác vẫn tưới nước, không phải là mưa các bác phải che chắn, che đậy nhá, mà em cũng đã chia sẻ rất là rõ cái nguồn nước. Thì cái điều đầu tiên là giá thể của cây. Giá thể của cây các bác phải đảm bảo.
Thì như em đã chia sẻ ấy, thì giá thể của cây phải đảm bảo có độ thoáng, độ thoát nước tốt. Thì dù là mưa bao nhiêu ngày hay là mưa bao nhiêu lâu thì cái cây nó vẫn cứ phát triển được, đúng không ạ? Đấy, không chỉ cây này, em đi quay thêm những cái cây khác cho các bác xem nhá. Đó, thì cái cây nó có phát triển được hay không ấy, thì một phần là do cái nước, và nước quyết định rất là nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, cái cây của các bác phát triển hay không thì cái nguồn nước nó phải đảm bảo. Đây, như những cái cây này các bác nhìn này, vẫn phát triển nụ và vẫn phát triển lộc rất là khỏe luôn. Thì cái điều nước đầu tiên nhất vào mùa mưa này thì các bác phải đảm bảo cho cây là một cái giá thể tốt. Giá thể để thoát nước tốt thì khi đó các bác sẽ không phải che chắn miệng. Và đây, tại sao các bác nhìn này, tại sao lại có những cái cục to, cục đất sét to như thế này? Đây cũng là một phần để giúp cho cây nó thoát nước đấy các bác ạ. Đó, thì cái điều đầu tiên là giá thể. Điều thứ hai các bác cũng phải lưu ý, đó là cái vấn đề là che chắn. Che chắn ở đây có nhiều bác là ủng kín ao mưa. Nó không phải như vậy là cây nó sẽ sống được đâu các bác ạ. Đó, mà các bác phải đảm bảo che đúng cách, chắn đúng kiểu, được chưa ạ? Tiếp theo đó là về nước. Và các bác phải lưu ý một điều rằng là phải để ý đến cái mức nước ở trong chậu. Nếu như nó ướt quá thì các bác cũng phải rắc thêm đất hay là làm một vài cái biện pháp để giúp cho đất nó khô hơn. Đó, và em đang nói đến vấn đề nước. Nước là vấn đề hàng đầu. Tiếp theo nữa thì em xin được chia sẻ, đó là vấn đề về dinh dưỡng. Thực ra là cấu trúc của cái cây hay là cấu trúc của cơ thể con người nó cũng như nhau. Đủ chất thì khỏe mà thiếu chất thì yếu. Thiếu lâu ngày thì nó sinh ra rất là nhiều loại bệnh, đúng không ạ? Thì một cái cây cũng thế. Tại sao phụ nữ mang thai lại tích cực phải bổ sung sắt, kẽm, canxi? Là bởi vì là họ đang nuôi con, nuôi một cái bào thai. Thì cái cây cũng thế. Ở thời điểm giao hoa nó chính là thời điểm mà mang bầu và sinh nở. Thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải bổ sung những cái dinh dưỡng. Chính vì thế mà Vườn Hoa Tam Đảo mới lên những cái video phân thuốc đúng thời điểm. Không phải là em lên để em bán phân thuốc cho các bác, mà lên là để chia sẻ cho các bác những cái loại phân thuốc nó phù hợp. Tránh tình trạng là các bác chia sẻ chung chung, các bác mua nó rất là lan man, không có loại nào hợp vào loại nào. Nên là vườn em dùng loại nào, em chia sẻ cho các bác loại đó. Và trên thị trường không có thì em cũng là người chia sẻ luôn. Đó, để cho các bác là cùng mua. Thì mùa này một cái cây nó đang thiếu rất là nhiều vi lượng, thì nhà Vườn Hoa Tam Đảo ấy sử dụng, đó là cái thứ nhất, đó là vỏ trứng. Nếu như vỏ trứng các bác trộn vào trong đất được thì các bác trộn để cải tạo đất cũng như là cung cấp các chất cần thiết. Nếu như không thì mùa này các bác rắc trực tiếp vào gốc vỏ trứng cho em. Bởi vì là ở vườn em xử lý bệnh, xử lý phân thuốc rất là đều, nên là em không phải sử dụng thêm vỏ trứng. Nhưng em biết chắc chắn rằng là ở nhà các bác sẽ không xử lý đều đâu. Nên là các bác đừng tiếc tiền mua một túi vỏ trứng hay là phân thuốc. Đó, thì cái điều quan trọng là bổ sung những cái vi lượng cho cây. Vi lượng ở đây nó không thể nào nó tổng hợp được ở trong phân tổng hợp, ở trong các phân hóa học cũng có. Nhưng mà vô tình các bác tưới nhiều, nó sẽ bị mặn, nó sẽ bị chết. Thì thay vào đó các bác sử dụng một cái loại phân sinh học, phân vi sinh. Đó là GE cá và GE chuối. Bác nào mà có rồi thì không cần, nhưng bác nào mà chưa có thì các bác có thể liên hệ cho em để em chia sẻ. Rất là nhiều người chia sẻ về cách để các bác chăm cây. Rất là nhiều người chia sẻ cho các bác về cách để các bác làm sao để có một cái cây trà đẹp. Nhưng họ lại chia sẻ chung chung là các bác sử dụng cái loại phân thuốc như thế này này. Đó, thì người ta chia sẻ cho các bác như vậy mà không có thực hành thực tiễn thì các bác rất là khó để mà mường tượng. Từ đó là rất là khó để định lượng cái lượng thuốc để mà các bác cho vào cho cây. Nó giống như một đứa trẻ, nếu như uống canxi quá liều cũng không tốt, không có thì cũng không tốt. Thay vì thế mà các bác hãy sử dụng cho mình những cái loại phân thuốc thông minh nhất, giúp cho cây có thể là phát triển tốt nhất, đúng không ạ? Và em chăm sóc cả một vườn trà như thế này mà nó không ảnh hưởng gì thì các bác cứ yên tâm sử dụng những cái loại phân thuốc mà em chia sẻ, được chưa ạ? Đó là GE cá, GE nha đam, siêu bật trồi.
và nó vô cùng là rẻ thôi, chỉ 100.000 thôi, và một chai đó các bác pha được cả 100 lít nước. Bởi vì 1 ml là các bác đã pha được 1 lít rồi. Pha được cả 100 lít nước thì các bác tưới thao hồ mà nó chỉ có 100.000 thôi. Nó khác hoàn toàn với những cái loại thuốc đắt mà các bác phải mua, như là những cái loại thuốc mà hơn 100.000 một ống bé xíu thôi. Nó lãng phí quá mà nó không phù hợp với cây trà mi. Chính vì thế mà các bác hãy tìm cho mình những cái giải pháp tốt nhất để các bác chăm sóc cây trà mi. Và vấn đề thứ hai nữa, sau cái vấn đề đó là dưỡng nụ, thì em tổng kết lại nó là ở hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là nguồn nước, yếu tố thứ hai đó là chất dinh dưỡng cho cây để cây ăn và nuôi nụ. Đó, thì các bác giải pháp nó rất là đơn giản. Nguồn nước thì dễ xử lý rồi, và đến cái dưỡng nụ thì nó cũng rất là dễ xử lý thôi. Các bác sử dụng cái, một là GE nha đam, hai là GE chuối, và ba là những cái loại vi sinh, phân vi sinh bổ sung vào, được chưa ạ? Đó là hai cái phương án để giải quyết. Và vấn đề thứ hai nữa đó là tạo răm cành cho cây. Tạo răm cành cho cây làm sao để có một cái cây mà nó vừa lên nụ và lộc nó vẫn lên, nó vẫn phát triển rất là tốt. Đây các bác có thể thấy này, răm cành vẫn lên rất là tốt. Thì ở đây các bác chỉ phải sử dụng cho em một gói siêu bật trồi. Giá tiền của gói thuốc này là 30.000. Và nếu như các bác có nhiều thì các bác mua nhiều, có nhiều cây thì mua nhiều cây, có ít cây thì mua ít cây. Nó cũng 100% là chế phẩm sinh học, nó rất là an toàn. Cá nhân em bầu bì nhưng mà đứng giữa một vườn trà thuốc thang em vẫn không ngại, bởi vì nhà em toàn sử dụng sinh học thôi. Đúng không ạ? Toàn sử dụng sinh học thôi, và chính em là người phun bơm. Nó không có ảnh hưởng gì cả. Hoặc là ảnh hưởng thì cũng không ảnh hưởng xấu. Được chưa ạ? Đây là cái yếu tố mà em chia sẻ tới các bác. Bởi vì đa phần là các bác không phải làm vườn cách nhà, mà chủ yếu là các bác chơi cây. Kể cả các bác sử dụng cho các loại cây cảnh hay bất kể một loại cây nào cũng được, cũng tạo răm tạo cành rất là tốt. Em nói đơn giản cây nguyệt quế này, em vẫn để đây. Đây là nguyệt quế, em không biết là loại bông chùm lạ xoắn hay là cái gì nhá, bởi vì thấy người ta quảng cáo rất là nhiều, nhưng mà nụ của nó thì chi chít luôn. Đấy, em vẫn sử dụng bình thường, lá rất xanh tốt, được chưa ạ? Đó, hay là bất kể một loại cây gì các bác, miễn là cây cảnh, miễn là làm vườn. Thực ra cái chế phẩm sinh học này các bác có thể sử dụng cho cả rau. Nó hoàn toàn sạch sẽ, nó không có phẩm, nó không có chất hóa học. Nên nếu như các bác có điều kiện ấy, thì các bác mua một cân phân đạm thì mười mấy nghìn hay hai mấy nghìn, đúng không ạ? Các bác mua một cái ống GE này các bác sử dụng làm vườn, nó vừa an toàn, nó vừa đảm bảo cho môi trường, tạo môi trường xanh, được chưa ạ? Cái này thì sự lựa chọn là của các bác. Các bác có thể chọn cho mình một cái môi trường sống lành mạnh, an toàn, và cũng có thể sử dụng cho mình, chọn cho mình một cái môi trường sống mà có chất độc hại. Bởi vì lấy tâm lý từ một người phụ nữ thì em thừa hiểu rằng là vấn đề sức khỏe, em không chỉ là làm một người bán hoa trà mi, không chỉ là một người làm vườn, mà sâu sắc hơn em cũng như bao người khác, đó là em làm mẹ và làm vợ. Hàng ngày đi học về các con thấy mẹ ở ngoài vườn chạy ùa ra. Nhưng nếu như mà sử dụng nhiều thuốc hóa học làm sao mà dám cho con ra vườn, đúng không ạ? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là em cũng đang mang bầu đứa thứ ba. Nếu như mà một vườn trà mà suốt ngày phải tiếp xúc với hóa học, suốt ngày phải tiếp xúc với thuốc sâu rồi cái nọ rồi cái kia, thì liệu rằng em có dám ngửi trực tiếp không? Đúng không ạ? Đây em vẫn tay trần chạm vào hoa, trong khi là sáng hôm nay em vừa mới phun thuốc xong, vẫn tay trần chạm vào hoa, và em không quay được cái cam trước, nhưng mà các bác nghe nói thôi, đúng không ạ? Em vẫn đồ ở nhà, em vẫn mặc bình thường, em vẫn chăm vườn rất là bình thường, không cần phải khẩu trang, không cần phải đồ bảo hộ. Nhưng nếu như là một người phụ nữ mang thai, đúng không ạ, hay là mẹ của những đứa con, thì có dám không ạ? Trong khi vườn nhà các bác lại là vườn để trực tiếp ở sân. Vậy thì hãy lựa chọn cho mình một cái loại phân thuốc nào đó đảm bảo và an toàn nhất. Cái này là sự lựa chọn là của các bác, được chưa ạ? Sự lựa chọn và quyết định là ở các bác. Thế nên là em sẽ chúc mọi người sẽ sưu tầm được những cái cây đẹp là một, sẽ chăm sóc được một cái cây chuẩn là hai, và đặc biệt quan trọng hơn là sẽ sử dụng phân thuốc đúng cách để làm sao tạo môi trường sống xanh sạch nhất. Đó. Em xin hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau. Đó. Cả hai vấn đề em đã chia sẻ rất rõ.